Kính thưa quý nhà đầu tư, để tiếp nối cái chuyên mục về The Insight là phân tích các cái tác động, các yếu tố đến thị trường và các kênh tài sản đầu tư, thì trong số 01, các chuyên gia của VNF đã trao đổi về cái đề tài rất là nóng hiện nay, tình hình của dịch Covid tác động đến thị trường đầu tư như thế nào. Thì để tiếp nối cái chuyên mục này, thì tuần này chúng tôi sẽ tập trung vào cái đề tài đó là lựa chọn chiến lược phân bổ tài sản đầu tư trong cái bối cảnh Covid này như thế nào. Thì trước khi đi vào chi tiết, tôi xin giới thiệu thành phần panelist hôm nay. Có những cái gương mặt quen thuộc ở tuần trước mà các anh chị đã được lắng nghe, là anh Trần Anh Dũng là Director của Market Strategist, và anh Bùi Xuân Tùng là Wealth Planner của bộ phận quản lý tài sản. Thì chúng ta có thêm hai chuyên gia mới, đó là anh Vương Hoàng Sơn là Manager của bộ phận Fixed Income, và anh Đặng Tân Phục là Investment Advisor, và tôi là Quang, Director của bộ phận Quang. Thì để trả lời cho cái câu hỏi của đề tài ngày hôm nay là lựa chọn chiến lược phân bổ tài sản đầu tư như thế nào, thì tôi sẽ đi qua 3 phần. Phần 1 là panel sẽ điểm lại một số cái điểm nhấn trong tuần vừa qua và cập nhật tình hình. Sau đó ta sẽ trao đổi về phần thứ hai, đó là các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến thị trường các tài sản đầu tư trong thời gian tới như nào. Và cuối cùng phần 3 là phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, đó là chiến lược phân bổ tài sản đầu tư giữa tầm bão Covid-19. Thì trước khi đi vào nội dung trao đổi của panel, thì tôi xin mời anh Tùng sẽ có một vài cái tóm tắt về tình hình trong tuần vừa qua. Xin mời anh Tùng. Xin kính chào quý nhà đầu tư, chúng ta cùng điểm lại một số tin chính trong tuần qua và một số dự báo trong thời gian tới. Thì chúng ta cùng xem là chúng ta đang ở đâu. Với dịch Covid-19 thì hiện nay Italia đã tăng lên là 60.000 người nhiễm, và đặc biệt là Mỹ tăng rất là nhanh. Mỹ hiện nay đã đứng vị trí thứ 3 thế giới, tăng 33.000 người rồi, đúng không? Thì như chúng ta đã lo ngại trong tuần trước. Có một điểm tương đối mới nữa là các nước ở Đông Nam Á cũng đang tăng rất là nhanh. Malaysia, Thái Lan và Indo đã tăng rất là nhanh. Chúng ta ở Việt Nam chúng ta nữa thì chúng ta cũng đang rất là lo ngại, và dự kiến là 2-3 tuần tới là những cái thời điểm rất là quan trọng chống dịch. Về tác động tới nền kinh tế thì chúng ta thấy là đây là tỷ lệ Nhật Bản, Mỹ thì nói chung là giảm rất mạnh rồi, vì rất là nhiều bang ở nước Mỹ đã tuyên bố phong tỏa và đóng cửa. Về mật độ giao thông thì chúng ta cùng xem ở các cái thành phố trên thế giới. Ở châu Âu thì có Paris, Rome và Madrid, thì tất cả các cái mật độ giao thông đều giảm rất là mạnh, đúng không? Ở Mỹ thì có thành phố New York và Los Angeles là bắt đầu đang trong xu hướng giảm mạnh. Ở Trung Quốc thì chúng ta thấy ba thành phố là Vũ Hán, Bắc Kinh và Thượng Hải, thì Vũ Hán vẫn gần như là không hoạt động gì mấy. Trong khi đó Bắc Kinh và Thượng Hải thì chúng ta thấy là giờ cao điểm, tức là giờ buổi sáng và buổi chiều thì đã có sự phục hồi, tuy nhiên là các cái hoạt động giao thông khác ở giờ khác thì hầu như không tăng, có nghĩa là giao thông chỉ phục hồi cho những hoạt động cốt lõi thôi. Các thành phố như là London và Tokyo thì chúng ta thấy là vẫn đang hoạt động tương đối bình thường, tuy nhiên là London thì khả năng là sẽ suy giảm trong thời gian tới vì nước Anh cũng chuẩn bị phong tỏa. Về thị trường equity toàn cầu thì nói chung là hầu như các thị trường đều giảm khoảng tầm trên dưới 30%, và tác động tới tài sản thực thì là ước tính là khoảng tầm 20.000 tỷ đô là đã bị tài sản bị thổi bay, và cái việc này nó ảnh hưởng rất là lớn tới nền kinh tế thực, tới mức chi tiêu của người tiêu dùng. Về thị trường ngoại hối thì đây là một số cái đồng tiền lớn ở châu Á, thì trong đó đồng đô Úc, đồng tiền won của Hàn Quốc và tiền Indo thì đang bị mất giá khá là mạnh và chứng kiến cái gọi là thiếu Donald Trump, đúng không? Thiếu đồng đô và một số đồng tiền này. Đồng tiền Việt Nam thì chúng ta thì vẫn đang giữ giá rất là tốt, và hy vọng là trong thời gian tới thì từ đồng chúng ta vẫn duy trì được cái vị thế này. Chúng ta cùng điểm qua xem là thế giới dự báo là tình hình sẽ đi về đâu, đúng không? Trước tiên là chúng ta nhìn qua một cái về cái tỷ lệ giữ tiền mặt qua một cái survey của ngân hàng ở Mỹ, thì với các doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ thì tiền mặt chỉ đủ dùng trong vòng 27 ngày thôi, và trong khi đấy là đặc biệt là với cái ngành nhà hàng hạn
bị tác động rất là mạnh thì chỉ dùng trong vòng 16 ngày thôi. Có nghĩa là nếu nước Mỹ phong tỏa thì ảnh hưởng rất là lớn tới nền kinh tế, và cụ thể là dự báo GDP quý 2 ở Mỹ thì chúng ta thấy ví dụ như ngân hàng Bank of America dự báo GDP quý 2 giảm 12%, Morgan Stanley dự báo giảm 14% và Goldman Sachs thì dự báo giảm 24%. Đặc biệt là cái thống đốc ngân hàng trung ương Bank of St. Louis, ông dự báo là GDP quý 2 giảm âm 50% và tỷ lệ thất nghiệp giảm 30%. Thì nhìn vào cái các cái dự báo này thì chúng ta thấy một điểm là nó chênh lệch rất là xa, nghĩa là thực ra thì theo tổng đánh giá là tất cả những người dự báo này họ cũng không biết là thực sự quý 2 nó sẽ như thế nào. Cũng có những cái lý do là liên quan đến chính trị khi mà họ đưa ra những cái dự báo này để cho là chính phủ đưa ra những gói cứu trợ mạnh mẽ hơn. Còn về phía châu Âu thì EU dự báo là suy thoái năm 2020 này sẽ mạnh như là năm 2009. Toàn bộ nền kinh tế châu sẽ suy giảm khoảng trên 4%. Đứng trước các cái dự báo khủng hoảng lớn như vậy thì chúng ta xem là các cái ngân hàng trung ương và các chính phủ phản ứng như thế nào. Thì chúng ta điểm lại là ECB đã đưa ra gói QE là 750 tỷ mua các tài sản, đúng không? Và Fed thì đưa ra gói QE là 700 tỷ. Để so sánh thì chúng ta nhìn vào cái thị trường, cái hình màu xanh ở bên dưới là thị trường trái phiếu fixed income ở bên Mỹ là tổng trị giá là khoảng 40.000 tỷ, thì trong đấy là lớn nhất là trái phiếu chính phủ Mỹ là khoảng tầm 15-16.000 tỷ, sau đấy là các tài sản mortgage backed security. Thì trong 700 tỷ của Fed thì đâu đấy khoảng 500 tỷ là sẽ mua trái phiếu chính phủ Mỹ và 200 tỷ là mua mortgage backed security. Thì hiện nay là nhiều nhà kinh tế muốn là Fed tiếp tục mua thêm các trái phiếu chính phủ địa phương nữa, tức là để tăng tính thanh khoản cho nền kinh tế. Ở cái hình bên tay phải thì chúng ta thấy là cái thống kê tổng tài sản của các ngân hàng trung ương so với cả GDP ở các nước, thì ngân hàng trung ương Nhật thì đang là lắm cái lượng tài sản tương đương với cả hơn 100% GDP, còn Fed và ECB thì tỷ lệ thấp hơn khá là nhiều, và người ta cho rằng là Fed và ECB có nhiều lựa chọn để tiếp tục tăng thêm các gói QE, thậm chí là QE giống như là sẽ liên tục ra trong thời gian tới. Về chính sách tài khoá thì tất cả các nước đều đang đưa ra chính sách tài khoá rất là mạnh. Cụ thể ví dụ như là Mỹ thì dự kiến gói chính sách tài khoá là chính phủ và đặc quốc hội đang bàn thảo thì dự kiến là từ 1-4.000 tỷ đô. Để so sánh thì là cuộc đại khủng hoảng năm 2008-2009 thì chính phủ Mỹ đưa ra gói chính sách tài khoá cứu trợ là chỉ khoảng 800 tỷ đô thôi. Thì chúng ta thấy là cái đợt khủng hoảng này chính phủ chi rất là nhiều tiền để hỗ trợ nền kinh tế. Về vốn hóa thị trường so với cả GDP là cái chỉ số mà tỷ phú Warren Buffett hay sử dụng, thì sau khi mà đã giảm khoảng tầm trên 30% thì tổng vốn hóa so với cả GDP nó vẫn ở mức là khoảng tầm 110%, tức là tương đương với cả hồi năm 2007, tức là trước khi xảy ra khủng hoảng 2008-2009. Cho nên là nhiều chuyên gia vẫn cho rằng ở thị trường có thể tiếp tục giảm mạnh tiếp. Đứng trước các cái lựa chọn, đứng trước các tình huống như vậy thì chúng ta xem là các cái tài sản thì chúng ta có lựa chọn như thế nào. Nhìn về dài hạn, ở bên Mỹ thì thống kê trong vòng khoảng 200 năm thì chúng ta thấy là cổ phiếu là kênh tài sản mà mang lại sinh lời cao nhất, sau đấy là trái phiếu, đúng không? Trái phiếu chính phủ Mỹ đến vàng, và cuối cùng là đồng đô. Chúng ta tham khảo một kênh khác ở một nước khác là nước Úc, thì ở nước Úc thì chúng ta có thêm dữ liệu về kênh bất động sản nữa. Bất động sản và cổ phiếu thì khá tương đồng với nhau, sau đấy là đến lượt trái phiếu và tiền mặt. Tuy nhiên tôi muốn nhấn mạnh cái điểm này một chút, tức là thống kê trong vòng 20 năm gần đây á, thì là cái tỷ suất sinh lời của cổ phiếu và trái phiếu tại Mỹ ấy, nó khá là tương đồng nhau, và thậm chí là nếu mà kéo dài trong vòng 40 năm gần đây nữa thì là tỷ suất sinh lời cổ phiếu và trái phiếu nó cũng khá là tương đồng với nhau. Thì trong khi là cổ phiếu chúng thấy là biến động khá là mạnh, thì cái việc này chắc là các cái chuyên gia khác sau chúng ta có thể bàn kỹ thêm. Về vàng, chúng ta xem điểm lại diễn biến của vàng trong khủng hoảng một chút, thì có hai hình này biểu hiện hai đợt khủng hoảng hồi năm 2000 và năm 2008. Thì trong giai đoạn đầu của khủng hoảng, vàng đều suy giảm tương tự như là các cái kênh FPT, kênh cổ phiếu,
Tuy nhiên trong khi mà giai đoạn sau của khủng hoảng thì vàng vẫn giữ giá tốt hơn trong khi cổ phiếu vẫn tiếp tục bị giảm giá, thì cũng là một điểm mà chúng ta có thể tham khảo trong tình huống hiện tại. Về mặt cá nhân thì Tùng đây là khuyến nghị all weather portfolio, tức là danh mục tài sản mà chúng ta có thể đi qua tất cả các loại thị trường. Thì theo Tùng là Wapener thì Tùng phân bổ như thế này, tức là đầu tiên là chúng ta có 6 tháng tiền mặt dự phòng, thứ hai là có bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm tư nhân đầy đủ, thứ ba là chúng ta phân bổ cổ phiếu, trái phiếu, vàng cho hợp lý. Thế là hợp lý thì hy vọng là chúng ta sẽ trả lời câu hỏi trong phần tiếp theo. Thứ tư đúng không ạ, chúng ta có nhà ở không có nợ vay, và cuối cùng là chúng ta có các mục tiêu tài chính trên 5 năm. Tổng xin hết phần trình bày của mình đấy. Còn một điểm cuối cùng là Tùng muốn nhắc lại một chút là với cái danh mục đầu tư chúng ta phân bổ như vậy thì thực ra chúng ta sẽ không phải lo lắng quá nhiều đâu, vì có một câu mà mọi người hay nói là this to self pass, tức là chuyện này rồi cũng sẽ qua thôi. Tùng xin hết. Rất cảm ơn anh Tùng đã tạo cái phần clip ngắn gọn cũng khá đầy đủ các thông tin đúng không ạ. Thì bây giờ chúng ta sẽ vào phần thảo luận của các panel đúng không ạ. Trong cái phần này tôi cũng cập nhật lại một chút về cái số liệu về Covid để mà chắc là các nhà đầu tư cũng còn rất là quan tâm đến cái phần này. Chúng ta nhớ là trong tuần trước khi mà các panelist ngồi cùng với nhau ở đây thì con số này mới có 160 mấy nghìn thôi, chỉ trong vòng một tuần mà số này đã lên đến chung là gần như là gấp hơn 2 lần. Đúng không ạ? Đã nhìn thấy không ạ? Thì như mình nói là có hai cái chỉ báo rất quan trọng mà chúng ta cần theo dõi, đó là cái số active case, tức là số những bệnh nhân mà hiện tại vẫn còn mắc bệnh và chưa khỏi. Thì cái nhìn vào cái chart này nó vẫn còn đang tăng với độ dốc rất là mạnh. Và cái chart thứ hai là cái số new case, tức là số bệnh nhân mắc mới, cái đường màu vàng cái này, thì nó cũng có chiều hướng tiếp tục tăng và chưa có dấu hiệu nào giảm cả. Về mặt thị trường thì ta điểm qua một chút là từ S&P 500, thị trường Mỹ, từ đỉnh gần nhất là 3.400 đến ngày hôm thứ sáu tuần trước. Chúng ta chưa có cái phiên giao dịch vào tối hôm nay, ta chưa biết như nào. Nhưng mà từ đỉnh xuống là sắp xỉ 30% rồi, giảm từ đỉnh xuống đáy rồi. VN-Index của chúng ta, thị trường Việt Nam, thì nếu mà lấy cái đỉnh gần nhất là tương đương vùng 1.000 thì đến phiên ngày hôm nay, cái thời điểm mà khoảng độ 2 giờ tôi lấy cái trang này, thì là chúng ta giảm mức độ khoảng bao nhiêu, khoảng 33% rồi, đúng không ạ? Và nếu mà tính từ đỉnh 1.200 đến giờ là chúng ta giảm đến mức khoảng độ 45%. Chúng ta nhìn điểm qua thôi. Còn đây là danh sách các cổ phiếu mà đây là cập nhật đến phiên thứ sáu tuần trước ngày 20 tháng 3, chị thấy là mức độ trong cái cổ phiếu hóa lớn giảm lớn như này, maximum là khoảng độ gần 50%. Đây là cái bảng điện, lâu lắm rồi tôi mới nhìn thấy kiểu trắng bên mua như này. Rồi thế thì đã là điểm qua nhanh ngắn gọn thôi. Thì trong panel này mình có một chuyên gia nghiên cứu rất là sát về tình hình Covid, đó là anh Trần Anh Dũng. Thì xin anh Dũng có một vài cái cập nhật thêm cho các nhà đầu tư về tình hình hiện nay như này. Như tuần trước chúng ta đã có bàn về cái tình hình chống dịch của Mỹ và cả châu Âu. Thực sự mà nói, khi mà nhìn vào con số hai ngày cuối tuần, nếu mà nói là ngạc nhiên thì tôi cũng không ngạc nhiên, nhưng mà nếu mà gọi là thực sự ngạc nhiên thì tôi cực kỳ lo lắng. Lý do là vì sao? Bởi vì là nhìn vào châu Âu ấy, thì nếu dân số của châu Âu là 700 triệu người, và nếu bây giờ chỉ cần lấy năm nước với dân số lớn nhất và có nền kinh tế ảnh hưởng nhất thì có Anh, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha. Thì bây giờ mình nhìn sang Mỹ, nếu mà nhìn vào cái danh sách của các bang mà đang bị nhiễm với cái số lượng nhiễm bệnh mà nhiều nhất bây giờ á, thì có thể thấy là chúng ta có khoảng tầm 6 đến 8 bang tương tự như cái năm nước ở bên châu Âu này. Thế thì cái lý do và trong hai ngày cuối tuần mà chúng ta nhìn thấy con số mà nhiễm bệnh ở bên Mỹ đột ngột tăng khoảng tầm hơn có lẽ là 15.000 người gì đó, thì khi mà tôi nhìn vào cái con số ấy, tôi nhìn thấy là cái lượng mà tập trung nhiễm bệnh lớn nhất đều nằm ở New York. Bởi vì sao? Là bởi vì chỉ có đúng cái thành phố này
người ta đang tập trung xét nghiệm cho người dân, bắt đầu thực hiện các cái gọi là drive-thru test, nghĩa là cho người dân đi qua và test nhanh. Trong khi đó thì các cái bang khác họ không làm cái việc đấy. Mới chỉ có một thành phố New York duy nhất làm cái việc đấy thôi mà cái lượng người nhiễm nó đã tăng vọt như vậy rồi. Lần tuần trước tôi có nói là cái số lượng thực tế nhiễm của Mỹ tại cái thời điểm của tuần trước có lẽ là nó phải gấp đến 10, 15 lần cái số con số thực tế mà mọi người nhìn thấy. Thì đến bây giờ là nó bắt đầu đã hiện ra. Có nghĩa là khi càng test thì số lượng nó càng nhiều lên. Cho nên là tôi thực sự là rất là lo. Bởi vì mình nhìn vào châu Âu chẳng hạn, mình có rất, các mình quan sát dịch từ lúc đầu đến giờ, mình có thể nhìn thấy là chính phủ cái cách chính phủ phản ứng với cái dịch ấy thì nó sẽ làm cho cái trạng thái dịch nó xấu hay là tốt về sau. Tất nhiên là bây giờ tất cả đều gọi là xấu rồi, chỉ có là xấu cực tệ hay là xấu vừa vừa mà thôi. Thế thì bây giờ nhìn vào nước Ý là một nước xử lý rất kém trong cái việc vấn đề dịch, nước Đức là nước xử lý rất tốt trong năm nước đó. Thế thì bây giờ nhìn sang Mỹ, tất cả các bang đều đang xử lý rất tệ. Nếu như vậy thì tôi thực sự là rất là lo với cái trạng thái mà xử lý dịch của Mỹ bây giờ. Mình nhớ lại là Vũ Hán là gì? Trung Quốc họ điều được tất cả các nguồn lực từ các vùng khác đến để hỗ trợ cho Vũ Hán. Thế bây giờ Mỹ, nếu tất cả các bang đều ở trong cùng một cái trạng thái như vậy thì lấy đâu ra nguồn lực để có thể hỗ trợ? Trừ phi là Mỹ có thể kêu gọi được nguồn lực từ Trung Quốc, từ WHO. Nhưng mà đến bây giờ tôi vẫn chưa nhìn thấy cái động thái đấy. Thì cái này cực kỳ là đáng lo ngại. Mặc dù bây giờ tôi hiểu rằng là thị trường đã rơi rất là sâu rồi, mọi người thì ở bên ngoài thì rất kỳ vọng là câu chuyện là bây giờ là có một cái đáy ngắn hạn, tức là mình tìm được cái đỉnh dịch của Mỹ để có thể tìm được cái cơ hội mà có thể mua được vào cái thời điểm này. Tuy nhiên bây giờ nhìn cái số liệu này, thực sự mà nói tôi nghĩ cái câu chuyện đấy nó mình phải tạm thời gạt bỏ ra cái câu chuyện mà cổ phiếu đi. Bởi vì sao? Đây là cái sự kiện mà nó không giống như cái slowdown của nền kinh tế bình thường. Nếu như bình thường thì bao giờ cũng thế, khi mà từng quý từ quý một slowdown, doanh nghiệp có thời gian để ứng phó với cái tình trạng slowdown của nền kinh tế, cầu bên ngoài nó chậm dần thì doanh nghiệp có đủ thời gian để ứng phó với cái việc đấy. Nhưng nếu với cái trạng thái xử lý dịch của Mỹ như thế này thì tưởng tượng xem là nếu như trong vòng 2 tuần nữa mà rất nhiều bang giống như nước Ý thì những cái đấy có còn ý nghĩa hay không? Có nghĩa là bây giờ nó không phải là một cái trạng thái slowdown bình thường, và cái sự kiện này nó cũng không phải là một cái kịch bản được set up từ đầu. Mọi người đánh chứng khoán, mọi người đầu tư chứng khoán thường hay có những cái kịch bản về định giá, về vùng giá. Nhưng mà ở đây nó event này nó hoàn toàn khác. Event này nó không phải là cái việc là người ta chuẩn bị cho một cái vùng giá nào đó để chuẩn bị cho việc mua vào. Đây nó hoàn toàn là phản ứng với cả cái sự kiện Covid. Nếu như mà chính phủ Mỹ mà xử lý dịch kém như thế này thì rất là khó để có thể có được một cái điểm để cho cái thị trường tài chính có một cái điểm gọi là qua đi cái sự hoảng loạn. Đấy thì là cái điểm mà tôi rất là lo ngại và với Mỹ bây giờ. Nếu mà quay sang nói về câu chuyện là gói kích cầu á, thì bây giờ chỉ trong có mấy ngày thôi mà cái con số của cái gói kích cầu nó thay đổi đột ngột từ 1.000 tỷ sang 2.000 tỷ và bây giờ là 4.000 tỷ. Nhưng mà GDP của Mỹ là 21.000 tỷ. 2/3 số đấy là dựa vào consumer spending. Vậy nếu như mà với cái con số tính toán của các cái nhà kinh tế lúc nãy mà anh Tùng show ra thì bây giờ nếu như mà giảm 20% GDP thì có nghĩa là bay mất 4.000 tỷ rồi. Thế cái gói đấy nó chỉ giúp được một cái giai đoạn rất là ngắn mà thôi. 4.000 tỷ đấy nó bỏ ra và rơi rất nhiều vào việc là helicopter money, có nghĩa là đưa thẳng tiền trực tiếp cho người dân. Tất nhiên là còn cái số 2.000 tỷ và trong cái trạng thái đẩy vào trong thị trường lên ngân hàng các thứ nữa thì tôi chưa nói.
Nhưng mà đại khái là cái con số đấy thực ra nó chỉ mang tính chất gọi là ý nghĩa về mặt số học thời điểm lúc này thôi. Nếu như mà không chặn được dịch thì cái việc mà small and medium business, các cái công ty nhỏ và vừa họ phá sản xong ấy, thì cái gói kia lúc đến thì nó đã quá muộn rồi. Thế bây giờ vấn đề là phải làm sao để mà chặn được cái dịch trước đã. Còn cái câu chuyện mà gói hiếp cái thứ này thì chúng ta hãy bàn đến sau. Như tuần trước tôi nói là tôi nghĩ là mất khoảng tầm 2 tháng để xử lý cái dịch này. Thì nhìn sang con số bây giờ thực sự tôi hoang mang và không biết là liệu mà mình nên expect được là cái việc xử lý dịch này của Mỹ nó sẽ dừng ở chỗ nào. Đấy, thì đấy là điều tôi rất là lo ngại. Tôi cũng cảm nhận được cái sự lo lắng trên gương mặt của anh Dũng. Đúng là một chuyên gia, cho nên là tôi nghĩ là các quý nhà đầu tư phải theo dõi cái chuyên mục này hàng tuần thì chúng ta mới có được cái thông tin mà với cái phân tích nó sâu sắc như này hàng tuần một được, đúng không? Thì từ cái phần chia sẻ của anh Dũng là chúng ta có thể tóm tắt lại rất là ngắn gọn thôi, tức là cái tình hình ở Mỹ khiến cho anh Dũng cũng như là các nhà đầu tư rất sức lo lắng, và cái view nó thay đổi luôn. Nếu mà ở tuần trước chúng ta dự báo là chỉ khoảng 2 tháng để xử lý thôi, thì bây giờ thậm chí anh Dũng cũng hôm nay không biết là bao giờ mới có thể ngăn chặn được cái dịch này với cái tình hình hiện tại như này. Ngoài ra thì tâm điểm trong tuần vừa qua là có các cái gói tuyên bố về gói cứu trợ, nhưng mà như cái phân tích của anh Dũng vừa rồi cũng như là kết hợp với cái data của anh Tùng trong phần đó, người ta thấy là các cái gói này cũng chỉ mang tính chất là thông tin hỗ trợ là chính thôi, như muối bảo vệ cái chính là vẫn phải cái chặn dịch như này, hiểu không? Đó là cái phần mà tôi tóm tắt trong cái phần đầu tiên. Bây giờ chúng ta sang cái câu chuyện ở cái phần thứ hai. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta nhìn tiếp theo, trong ngắn trung và dài hạn, chặng đường sắp tới là chặng đường mà chúng ta quan tâm nhất, thì những yếu tố quan trọng nào nó ảnh hưởng đến thị trường các tài sản đầu tư trong thời gian tới? Thế thì chúng ta thử điểm qua lại một vài cái điểm trước khi lắng nghe cái phần chia sẻ của các cái panelist. Như tuần trước tôi có chia sẻ cái thông thường của một cái đợt bear market, đúng không? Bây giờ thì các nhà đầu tư đều khẳng định là bear market sẽ ra rồi. Thông thường là một đợt đầu tiên nó sẽ giảm cực mạnh nhất, đến một đợt thứ hai là sẽ bật hồi lại, và thứ ba bắt đầu sẽ giảm tiếp rất là xa nữa. Thì đây là một cái thống kê để chúng ta điểm lại xem tức là mức độ thời gian tới nó sẽ như nào và yếu tố nào tác động. Thì ta điểm lại cái cuộc khủng hoảng gần đây nhất là 2008. Thế thì từ nếu mà lấy chỉ số S&P 500 thì ta biết là mức độ giảm từ đỉnh xuống đáy thấp nhất của nó là lên đến hơn 50%, chính xác là 51.93%. Nhưng mà tuy nhiên nó cũng có một cái đoạn trúc tích ở giữa đoạn như này, tức là đến cái đoạn mà khoảng độ tháng 11 2008 thì lúc đó các nhà đầu tư bắt đáy được cái thị trường cổ phiếu ở Mỹ, thì lúc đó người ta rất happy, người ta tưởng là ok rồi, sau đó có một cái đoạn hồi lên, nhưng mà chỉ có khoảng được một thời gian ngắn thôi thì ngay lập tức nó lại đọc tiếp một cái dịch nữa mà lên đến trên 27% từ cái vùng hồi xuống. Các nhà đầu tư có thể tham khảo một cái tham chiếu gần đây nhất của khủng hoảng tài chính ở Mỹ như thế nào. Và đây là một cái thống kê của ngân hàng Wells Fargo. Trong lịch sử đã có rất là nhiều đợt suy thoái cũng như khủng hoảng, anh chị có thể nhìn thấy thống kê trong lịch sử đến giờ. Cái lần mà nghiêm trọng nhất là diễn ra là cuộc khủng hoảng 1933, mà lên đến là cái chỉ số S&P 500 giảm 86%, là nhiều nhất. Cái cuộc khủng hoảng gần đây nhất, đúng không? Năm 2000 thì nó cũng lên đến mức độ tối đa là 57%. Một trung bình của tất cả cuộc khủng hoảng là rơi vào tầm độ khoảng sắp xỉ 40% từ đỉnh xuống đáy. Liên quan đến thị trường miền Nam thì cũng có một vài thống kê. Cái hiển hiện gần đây nhất là một cái thống kê về mức độ bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Chúng ta thấy là trong vòng họ bán miệt mài, nếu mà tính đến phiên hôm nay chắc phải lên đến gần sắp xỉ 30 phiên bán ròng liên tục, đúng không? Với quy mô ngày càng lớn, chúng ta có thể nhìn cái chart thống kê ở đây. Và có một cái chỉ báo rất là quan trọng liên quan đến cái hoạt động bán nhà đầu tư nước ngoài khi nào dứt, thì chỉ số USD Index thì hiện tại là nó vẫn đang trong cái trend tăng. Chúng ta không biết được khi nào thì cái trend này nó sẽ thay đổi. Xin phép hỏi các panelist của chúng ta, đó là nếu mà nhìn trong ngắn trung và dài hạn thời gian tới thì những yếu tố nào là quan trọng nhất để tác động đến các thị trường tài sản, đúng không? Tính đến góc độ của thế giới và của Việt Nam,
thì chắc là xin mời chia sẻ của anh Phục. Anh có thể đánh giá là trong thời gian tới, nếu mà liên quan đến thị trường các kênh tài sản ở thế giới và Việt Nam, thì đâu là những yếu tố mà anh cho là quan trọng nhất tác động? Vâng, trước tiên thì phải nói là cái thị trường tài sản này, nó lần này nó sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là thời gian bao lâu thì chúng ta ngăn chặn được cái dịch Covid, hoặc là có dấu hiệu là tìm ra phương pháp để chữa trị như là vaccine hay là có cái phương pháp chữa trị đặc biệt nào đó. Tiếp theo thì tôi cho rằng thì những yếu tố ảnh hưởng mạnh nhất đến cái tài sản ở trên thế giới thì có thể kể đến, đầu tiên phải nói là lạm phát. Bởi vì thông thường trong các cái cuộc khủng hoảng đó thì sau một cái quá trình bơm tiền ra thì lạm phát sẽ đẩy lên rất là cao. Thì khi đó thì người ta sẽ những cái tài sản mang tính chất an toàn hơn, không bị tác động bởi lạm phát, thì nó sẽ lên ngôi. Và những cái tài sản mà chịu tác động rất nhiều từ lạm phát như là cổ phiếu chẳng hạn thì sẽ bị giảm rất là mạnh giai đoạn đó. Sau cái quá trình các cái doanh nghiệp dần dần hấp thụ được cái vốn, nguồn vốn được cung ra, nguồn tiền cung ra, họ dần dần ổn định hơn, thì lúc đó các cái tài sản rủi ro hơn như cổ phiếu thì sẽ lên ngôi. Tuy nhiên cái quá trình đó thì theo tôi diễn ra cũng phải tầm khoảng độ đôi năm đến ba năm trở lên. Thì đối với những cái chính phủ nào mà họ quyết liệt hơn, doanh nghiệp mạnh mẽ hơn, tức là cái tiềm lực doanh nghiệp trước khi khủng hoảng nó rất là mạnh chẳng hạn, thì cái sự hồi phục nó sẽ nhanh hơn. Ví dụ như ở Mỹ cái giai đoạn khủng hoảng trước thì cái quá trình hồi phục đâu đó nó chỉ độ 2 năm sau là họ bắt đầu hồi phục rồi. Tuy nhiên ở cũng trong cái giai đoạn khủng hoảng trước, các cái nước như Nhật Bản chẳng hạn hay ngay cả Việt Nam thì khi đó còn thiếu kinh nghiệm xử lý khủng hoảng. Thế thành ra là rất dễ rơi vào cái tình trạng là khủng hoảng kép. Thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là hai giai đoạn 2009 đến 2010 thị trường chứng khoán Việt Nam tăng lên nhờ cái gói kích cầu rất là mạnh. Tuy nhiên đến 2011 đến 2013 nó lại đi xuống do cái việc cung tiền hay việc xử lý khủng hoảng này nó chưa tốt. Bởi vậy cho nên là việc ngoài ra thì ngoài cái lạm phát như thế ra thì còn các cái kênh tài sản còn phụ thuộc rất nhiều vào cái như tôi vừa trao đổi, đó là cái GDP tăng trưởng lại như nào, cái sức mạnh của các doanh nghiệp như nào, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ nó sẽ vận hành ra sao. Thì bởi vì ở Việt Nam chúng ta thì đa phần là các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Như vậy thì đây là một số chia sẻ của tôi về cái các kênh tài sản. Xin cảm ơn phần chia sẻ của anh Phục. Anh chia sẻ những yếu tố mà rất là sâu sắc. Đầu tiên là tiếp nối câu chuyện của Covid, đúng không? Đó là tâm điểm rồi. Ngoài ra thì anh có nhấn mạnh đến một yếu tố rất là quan trọng là lạm phát, đặc biệt là trong bối cảnh mà bây giờ các cái chính phủ, các cái cơ quan điều hành chính sách của các nước đều đã bắt đầu ra các cái gói cứu trợ rồi. Anh Phục có nhắc lại một cái điểm mà liên quan đến các nhà điều hành hồi giai đoạn hồi trước của chúng ta. Hồi đó là tôi thật sự là cũng là một nạn nhân tương đối nặng ở cái phần đó. Đúng là bị double hit luôn. Đầu tiên là mình vào thị trường đúng đỉnh rồi, dập một phát, xong bắt đầu giai đoạn mà nó hồi lên, kiếm được một tí, nhưng mà bắt đầu chúng ta biết là hồi đó là có cái gói hỗ trợ lãi suất 400% ấy, nổi tiếng luôn, đúng không? Bây giờ hy vọng là các nhà điều hành Việt Nam rút được cái kinh nghiệm đó là xử lý nó ok hơn. Ngoài ra thì anh Phục có nhắc đến cái yếu tố là cái nền kinh tế thực, đúng không? GDP nó sẽ diễn biến như nào, cái tính dynamic hồi phục của các doanh nghiệp của NME nó làm sao, đúng không? Đó là một cái điểm mà anh ấy nhấn mạnh. Ngoài ra các panelist khác chúng ta có bổ sung gì thêm phần này, xin mời anh Sơn. Sơn có thể bổ sung gì nếu mà anh nhìn các cái thị trường, các kênh tài sản trong thời gian tới như là trái phiếu, cổ phiếu này kia vân vân, thì anh sẽ nghĩ là các yếu tố nào sẽ tác động lớn nhất? Nếu mà nhìn ở trên thị trường quốc tế thì cái câu nói phổ biến nhất trong thời điểm hiện nay, cash is king, các nhà đầu tư bán tất cả các loại tài sản để có thể quy ra tiền mặt, nó thể hiện một cái tâm lý thực sự là hoảng loạn đối với các nhà đầu tư. Tất cả các tài sản đầu tư hiện nay thì không có gì là chắc chắn cả, và ở trong một cái trạng thái tâm lý như thế thì rất khó có thể dự đoán được cái diễn biến khi nào mà từng loại tài sản bây giờ có thể hồi phục. Thậm chí mọi người nhìn thấy trong thời gian vừa qua, thị trường vàng thì mọi nhà đầu tư trước đây đều coi vàng là một cái loại tài sản tích trữ an toàn, đúng không? Nhưng mà
thực tế cho thấy là trong thời gian qua giá vàng không hề là xác định xu hướng tăng rõ ràng, mà nó cũng rất biến động. Nhìn sang thị trường trái phiếu chính phủ Mỹ có thể nhìn thấy là mặc dù là Fed đã đưa ra những cái tín hiệu rất là rõ ràng về hạ lãi suất và giảm cái động thái là giảm gây bất ngờ cho thị trường và giảm trước cả khi cái phiên họp diễn ra, tuy nhiên là các nhà đầu tư trong phiên gần đây họ vẫn bán những cái trái phiếu kỳ hạn dài rất là nhiều, các kỳ hạn từ trên 10 năm, 20 đến 30 năm thì đều bị bán khá là mạnh. Đấy, mọi người và ở đây khi mình nhìn cái trái phiếu với kỳ hạn dài như thế thì khi chúng ta nhìn giá độ rủi ro, cái duration của trái phiếu kỳ hạn dài rất là cao, do đó cái volatile của cái loại tài sản này thì nó rất lớn, nó không như trái phiếu ngắn hạn được 1-2 năm cái duration nó nhỏ. Đấy, thì ở đây nó phản ánh cái tâm lý của nhà đầu tư là cứ tài sản nào mà có cái rủi ro cao là người ta sẽ bán và quy ra cash. Đấy là trên giác độ của thị trường thế giới thì xu hướng chung hiện nay đang là như vậy, và thực sự là để dự đoán cái này bao giờ kết thúc thì nó phụ thuộc rất lớn vào cái diễn biến của tình hình dịch bệnh, bao giờ có các cái số liệu cho thấy một cái sự tin cậy nhất định về cái dịch bệnh nó đã tạo đỉnh hay chưa thì chúng ta mới có thể suy nghĩ đến việc nhà đầu tư quay trở lại với những cái tài sản rủi ro, từ rủi ro thấp đến rủi ro cao. Còn với thị trường Việt Nam thì đầu tiên là chúng ta phải có một cái sự công nhận là chúng ta hiện tại bây giờ tình hình dịch bệnh đã được kiểm soát ở Việt Nam tốt hơn so với mức trung bình phần còn lại trên thế giới. Và do đó thì cái được lớn nhất ở Việt Nam tôi nhìn thấy là chúng ta có giữ được một cái tâm lý không quá hoảng loạn của người dân trong nước, và đây sẽ là một cái nền tảng tốt để khi mà dịch bệnh có dấu hiệu đẩy lùi thì ta có cơ sở để tin là Việt Nam có thể phục hồi với một cái tốc độ nhanh hơn so với các nước trên thế giới về mặt tâm lý người tiêu dùng lẫn những cái niềm tin của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì câu chuyện ở đây là chúng ta cũng mới bắt đầu vào cái làn sóng thứ hai của dịch bệnh, và khi nào mà chúng ta có thể khẳng định là khống chế thành công dịch bệnh thì chúng ta vẫn chưa có cái cơ sở để đưa ra được cái thời gian cụ thể. Do đó thì hiện nay cái tâm lý của nhà đầu tư sẽ phản ánh rõ ràng nhất trên cái thị trường tài sản rủi ro, như chúng ta thấy là đây là thị trường cổ phiếu hiện tại đang chịu một cái sức ép rất lớn từ việc bán của cả các nhà đầu tư nước ngoài lẫn nhà đầu tư trong nước. Thì đối với việc dự báo về các cái diễn biến của tài sản đầu tư trong nước, sự bây giờ như anh Quang chia sẻ với những cái quá khứ lịch sử như vậy cả trên thị trường quốc tế lẫn thị trường Việt Nam, chúng ta có thể thấy cái khoảng cách đến cái đáy lịch sử nó vẫn còn những cái dư địa khá là lớn. Thì ở trong cái thời điểm hiện tại chúng ta đều nhìn thấy là thị trường tiếp tục có những rủi ro, và nhà đầu tư thì nên giữ một cái quan điểm tương đối thận trọng ở trong thời điểm hiện tại. Tôi nghĩ là như vậy. Ok, cảm ơn anh Sơn. Như vậy là anh Sơn vẫn cho rằng là yếu tố dịch bệnh vẫn là yếu tố quan trọng nhất mà mình theo dõi tiếp trong thời gian tới trước khi nghĩ đến những kênh tài sản rủi ro như này. Để các bạn list khác có bổ sung gì thêm trong cái phần số 2 này không? Bây giờ chúng ta sang cái phần quan trọng nhất của ngày hôm nay, nói về chiến lược phân bổ tài sản đầu tư như nào, đúng không ạ? Thế thì tại sao chúng tôi đặt ra vấn đề này? Bởi vì đặc điểm của thị trường Việt Nam thì xưa nay cái số lượng các nhà đầu tư mà tham gia trên thị trường chứng khoán đó, thì do cái đặc tính của thị trường của mình rất là non trẻ thôi, chỉ chủ yếu là cổ phiếu, đúng không? Được khoảng độ 20 năm, còn trái phiếu thì mới gần đây thôi. Tức là có nghĩa là nhà đầu tư bị ở cái tình trạng là người ta rất là ít sự lựa chọn. Tại vì giao dịch cổ phiếu mà lúc mà xảy ra như này thì thiệt hại là vô cùng khủng khiếp luôn. Đúng không? Chính vì thế mà trong cái panel ngày hôm nay chúng tôi muốn đặt một cái vấn đề mới về cách tiếp cận theo các cái kênh tài sản mà chúng ta phân bổ như nào, đặc biệt là trong lúc mà thị trường rất là biến động lớn như này. Thì để giải quyết vấn đề này thì tôi cho rằng có ba câu hỏi quan trọng mà chúng ta cần phải làm rõ. Một là trước hết các nhà đầu tư cần phải ý thức rõ được cái phân bổ tài sản nó có ý nghĩa như thế nào trong đầu tư, và chúng ta khi chúng ta làm cái chuyện này chúng ta xem xét những yếu tố nào.
Đó là một. Cái thứ hai, tại thời điểm cụ thể như này thì cái việc phân bổ tài sản đầu tư là mình nên tiến hành như này, đúng không? Nếu mà nhà đầu tư đã ok được cái câu trả lời thứ nhất thì họ phải làm như này. Và cái thứ ba là chiến lược hành động cụ thể trong các nhóm tài sản, đúng không? Ví dụ nếu mà đã chọn cổ phiếu thì tỷ trọng bao nhiêu, đầu tư vào đâu, vân vân, qua thời gian như nào, và trái phiếu cũng tương tự như vậy. Đầu tiên tôi xin đi vào cái ý đầu tiên là làm rõ cái ý nghĩa với các nhà đầu tư hiểu được tại sao phân bổ tài sản lại có cái tầm quan trọng như vậy. Thì đây, đúng không? Thì nếu mà xưa đây là chúng ta chỉ có mỗi cổ phiếu thôi, cái phần stock trên cái trang này, thì chúng ta sẽ tư duy tổng thể một cái danh mục đầu tư gồm cả tiền mặt, đúng không? Mà nãy anh Sơn có nói một ý rất quan trọng là hiện tại phần lớn các nhà đầu tư đều coi cash là king, đúng không? Rồi ngoài ra có trái phiếu, có bất động sản và có cổ phiếu trong chung một danh mục như vậy. Rồi đây là sự kết hợp, đúng không ạ? Đơn giản nhất, một cái mô hình đơn giản nhất là gồm có cổ phiếu, trái phiếu và tiền mặt, đúng không ạ? Thì trong cái chiến lược đó, là người ta chia làm hai loại. Một loại là ta tạm dịch là theo kiểu là phân bổ theo kiểu chiến lược, đúng không? Chiến lược có nghĩa là chúng ta không phụ thuộc vào chu kỳ, mà quan trọng nhất là cái đặc tính nhà đầu tư đó, đầu tư trong bao lâu, khả năng chịu đựng rủi ro như nào, người ta cứ thế người ta phân bổ thôi, đúng không? Nhưng mà có một quan điểm khác là người ta dùng cái từ là tactical. Ở đây tôi điểm lại một vài cái basic trước để chúng ta làm nền, chúng ta trao đổi ha. Tactical nghĩa là trên cái nền chiến lược chung dài hạn như vậy thì ở từng cái thời điểm tôi phụ thuộc vào cái điều kiện thị trường mà tôi có thể linh hoạt một phần. Đây là cái hình mà các kênh tài sản mà anh Tùng đã có trình bày trong cái phần đầu, đúng không? Nếu mà chúng ta chỉ đầu tư trong ngắn và trung hạn thôi thì chúng ta có thể là chúng ta không quan trọng lắm cái chuyện là nhìn các kênh tài sản sao, nhưng một khi mà mình đã chiến lược phân bổ tài sản như chủ quản lý tài sản một thời gian cực kỳ dài rồi thì cái chuyện mà chúng ta chọn các kênh tài sản nó có ý nghĩa vô cùng lớn luôn, đúng không? Nếu mà chúng ta nhìn vào cái chart ở đây mà ai mà phân bổ trong thời gian dài đó mà mua đô la thì chắc chắn là toi, đúng không? Hoặc là như vàng thì hầu như là không có bơm được mấy. Cổ phiếu lại là kênh mà về dài hạn khá là ok. Rồi cái đây cũng là một cái nghiên cứu người ta đã chứng minh được là cái độ biến động của các cái danh mục mà từ phân bổ tài sản nó đóng góp ý nghĩa lớn như nào, đúng không? Ở đây là một cái chart cũng khá là hay. Tức là khi mà chúng ta combine lại thêm cái trái phiếu và cổ phiếu thì nó giúp giảm được cái mức độ biến động rủi ro cho danh mục. Đây là một cái chart nữa cũng khá là thú vị vì nó có liên quan đến cái thống kê cái diễn biến, đúng không? Ở đây là mình lấy cái data của thị trường Mỹ, bởi do là thị trường Việt Nam ta còn rất là ngắn, ta không đủ data để ta có thể chứng minh được. Thì chúng ta nhìn vào đây cái chart ví dụ như cổ phiếu S&P 500 này, đúng không? Thì hồi khủng hoảng 2008 thì nếu mà chúng ta có một cái sự kết hợp giữa cổ phiếu và trái phiếu thì cái mức độ hồi phục từ đấy lên nó cũng diễn ra sớm hơn và nó ổn định hơn so với chỉ là một danh mục mỗi cổ phiếu không. Rồi thế thì bây giờ đến cái phần chia sẻ của các cái panelist. Thế thì theo các panelist thì có thể chia sẻ với các nhà đầu tư là phân bổ tài sản nó có ý nghĩa quan trọng như nào trong đầu tư. Và nếu mà để làm cái việc này thì chúng ta cần xem xét những yếu tố nào thì ta phân bổ tài sản. Cái phần này chắc là xin mời anh Dũng để chia sẻ phần này. Tôi thì may mắn là cũng không may mắn lắm. Tôi gọi là tôi đã có thời gian là được trải nghiệm qua hai cuộc khủng hoảng trước của thị trường Việt Nam. Thời gian mà 2011 mà khi mà chúng ta trải qua một cuộc khủng hoảng của riêng Việt Nam ấy, khi mà lạm phát rất là cao ấy, thì thời điểm đấy tôi có tiếp xúc với một nhóm các nhà đầu tư, và mặc dù là tức là thời điểm đó là tôi tư vấn cho họ là giữ cái mức cổ phiếu ở mức thấp thôi, gần như là hết được cái năm 2011 đấy. Tuy nhiên là rất tiếc là đến cái thời điểm cuối cùng ấy, chỉ trong vòng có 2 tháng cuối cùng thôi, nhóm nhà đầu tư đấy họ dùng leverage rất là cao. Vậy là tại cái thời điểm đấy là họ đã bị tránh tài khoản. Thế thì tôi kể lại là để nói về câu chuyện là phân bổ tài sản ở đây nó có ý nghĩa quan trọng như nào, mặc dù là mình có thể giữ được cái sự tham lam của mình trong suốt cái quá trình bear market đấy, nhưng mà chỉ cần có 2 tháng không cẩn thận thôi, dùng leverage cao mà tài khoản của họ đã cháy rồi. Thế thì cái việc có phân bổ tài sản ở đây cực kỳ quan trọng. Tại cái thời điểm bây giờ ấy, thực ra mà nói bây giờ có rất nhiều người cũng đang muốn tư vấn xem là bây giờ chúng ta nên phân bổ cái gì, nên mua cổ phiếu hay không. Chắc chắn là mọi người đều nghe cái câu hỏi đấy ở các bạn bên ngoài rồi. Với
thì cái câu trả lời là nó sẽ không có câu trả lời chính xác cho từng người một được. Nếu như là bạn là trader thì nó là rất khác, mà nếu là bạn là investor thì nó lại rất khác. Còn nếu mà bạn chỉ tiếp cận theo kiểu là bây giờ tôi thấy cổ phiếu nó rẻ thôi thì nó lại càng khác nữa. Thế thì nếu với cái quan điểm là trader chẳng hạn thì đây thực sự không phải là thời điểm để mua. Đây thậm chí còn là short. Nếu như mà bạn tham gia thị trường phái sinh thì đây vẫn là thời điểm để short. Mặc dù là cái quá trình giảm nó đã rất lớn rồi, đã rất sâu rồi, nhưng mà cái downside thì bạn không thể tính được cái downside. Một khi mà thị trường đã bị liquidity squeeze thì cái downside trong những cái ngày cuối cùng thậm chí còn kinh hơn cả cái giai đoạn ở giữa. Đó thì tất nhiên là bởi vì là thị trường đã xuống sâu rồi thì cái rủi ro của việc short bây giờ là nó là cao hơn rất nhiều cái đoạn trên rồi. Tuy nhiên là nhìn vào cái diễn biến của thị trường Mỹ thì như tôi phân tích lúc nãy, cái việc xử lý dịch của Mỹ bây giờ đang rất là kém. Thế thì cái rủi ro downside vẫn còn thêm nữa. Tính từ lúc đỉnh đến bây giờ ấy, thì thị trường Mỹ rơi khoảng tầm 30, SP 500 là khoảng tầm 35%, Nasdaq khoảng tầm 30%, Dow Jones thì nặng lắm. Bởi vì Dow Jones có Boeing, Boeing là cái cổ phiếu mà bây giờ cực kỳ nguy hiểm. Bị hit rất là nặng. Trước khi xảy ra khủng hoảng. Đúng rồi. Bởi vụ Boeing 777. Boeing bây giờ đã quay về cái thời kỳ 2015 mất rồi. Giá tôi nghĩ là phải mất khoảng tầm 80%. Gần 80% so với đỉnh. Thế thì nếu mà quan sát các cái quan sát SP500, tôi nói SP500 cho nó dễ nói, bởi vì là nó gồm 500 cổ phiếu và nó phản ánh được toàn bộ nền kinh tế. Thế thì hiện tại bây giờ là chúng ta đang giảm được khoảng 35%, và cái vùng gần nhất mà về mặt định giá hoặc là về mặt cung cầu trên thị trường Mỹ là ở cái vùng năm 2016-2017. Có nghĩa là ở chỗ đó là nó giảm khoảng tầm 50% so với đỉnh. Thế bây giờ chúng ta vẫn còn khoảng tầm 15-20% downside risk nữa. Đấy là mình nhìn một cách thuần túy về câu chuyện là cung cầu mua bán trên thị trường và cái gọi là cái earnings của doanh nghiệp. Bởi vì là trong 3 năm sau khi mà Trump lên ấy, thì là với cái chính sách tài khoá của Trump đã khiến cho là cái earnings của các doanh nghiệp nó tăng đột biến như vậy. Cái lượng tiền mặt của các doanh nghiệp bên Mỹ tăng khủng khiếp nhờ cái việc mà giảm thuế. Toàn bộ cái lượng tiền mặt đấy đem ra để mua cổ phiếu quỹ, khiến cho thị trường có một cái mức định giá rất là cao. Thế thì bây giờ với một cái event lớn như vậy thì cái việc mà earning nó quay trở về cái vùng 2017 là nhìn thấy rất là rõ ràng. Thế thì cái vùng hợp lý ở đấy có lẽ là nó cũng ở cái lăn quanh ở cái năm 2017. Nghĩa là ý của tôi ở đây là gì, downside risk của chúng ta vẫn còn normally là khoảng tầm 20% nữa. Trên quan điểm của một nhà đầu tư thì tất nhiên là bạn sẽ nhìn thấy là có rất nhiều doanh nghiệp bây giờ định giá rất là rẻ rồi. Phân bổ thì với cái cách phân bổ đơn giản nhất là mua dần đều, trung bình giá xuống. Nhưng mà cái việc chọn lựa thì nó phải cực kỳ là khắt khe, tức là bạn phải chọn được những cái doanh nghiệp nào mà có cái balance sheet rất là strong ở cái thời điểm này, để có, bởi vì là gì, dịch có thể dừng lại ở thời điểm này vào tháng 5, tháng 6, nhưng mà cái hậu quả của dịch về sau đấy nó vẫn còn rất là nhiều. Thế thì bạn phải xác định được rằng là cái doanh nghiệp của bạn mua nó phải có đủ tiềm lực để survive được qua cả cái năm nay, chứ không chỉ đơn thuần chỉ là cái giai đoạn này nữa. Thế thì cái việc mua trung bình giá, tức là tại thời điểm này rất là nhiều cổ phiếu giảm sàn và cực kỳ hấp dẫn, nhưng mà cũng không cần phải vội vã quá. Bởi vì thực tế kể cả khi mà thị trường đã qua đáy rồi, việc bạn mua đắt hơn 10% so với đáy thì nó cũng không phải là cái gì kinh khủng lắm. Còn nếu như bạn nhảy vào sườn bên này, bạn hoàn toàn có thể bị loss thêm 20%.
Vậy thì hãy nhìn, hãy bỏ qua cái việc là bạn đón được đáy đi. Mình chỉ cần nhìn vào là mình sẽ trung bình giá được cái vùng đáy thôi. Thì cái đấy cũng là happy lắm rồi. Có nghĩa là bây giờ hành động của bạn nó chỉ cần là rất là từ tốn, mua theo một cái chiến lược rất là đơn giản thôi, đấy là mua trung bình giá. Okay. Như vậy là anh Dũng có gợi ý cho nhà đầu tư là để mà xem xét cái việc phân bổ tài sản này, trước hết là mình phải coi mình là ai đã, đúng không? Nếu mà mình xác định mình là một trader thì cái hành xử của mình nó sẽ khác, và nếu mà mình là nhà đầu tư thì mình là hành xử khác, và các yếu tố nhìn là tương ứng như vậy, đúng không? Tại thế thì anh có nói một ý mà mình ở đây rất lưu ý, đó chính là kể cả nếu mà mình nhà đầu tư mình lựa chọn như nào cũng phải rất là khắt khe trong cái đoạn này. Thì cái phần đó ở cái phía sau chúng ta sẽ nói kỹ hơn là trong nhóm cổ phiếu thì ta nhìn vào ngành này ngành kia như nào, đúng không? Ở đây tôi xin mời thêm anh Tùng là một web planner, anh cũng đã làm việc với các nhà đầu tư lên phương án tài chính và phân bổ tài sản này kia vân vân rồi. Thế thì anh có thể chia sẻ cho các nhà đầu tư là phân bổ tài sản khi anh làm cho nhà đầu tư thì anh xem xét những yếu tố nào thì anh thực hiện phân bổ này không? Trước tiên Tùng xin làm rõ chung một chút là tài sản đây thì chúng ta không chỉ nhìn vào cổ phiếu và trái phiếu đúng không, mà sẽ còn có nhiều tài sản khác, đó là bất động sản, đó là vàng, đó là tiền mặt, và bảo hiểm cũng là một loại tài sản đúng không ạ. Cho nên là nếu mà chúng ta nhìn tài sản chỉ là cổ phiếu bao nhiêu phần trăm, cổ phiếu bao nhiêu phần trăm, trái phiếu thì nó rất là hẹp. Thì ý Tùng là muốn là chúng ta nhìn rộng ra như thế. Thì như anh Quang cũng vừa nói là cái việc phân một tài sản như thế nào nó quyết định rất là lớn tới cái tỷ suất sinh lời của chúng ta qua thời gian. Còn cái tỷ lệ như thế nào cho nó phù hợp ấy, thì như trong slide vừa nãy Tùng có nói rồi, ít nhất là chúng ta về mặt tiền mặt ít nhất chúng ta phải có 6 tháng chi tiêu, thì cái đấy là đa phần các nhà đầu tư đều phải cần rồi. Thứ hai là có nhà ở, thứ ba là không có nợ vay, đúng không? Bây giờ cái tỷ lệ là cổ phiếu, trái phiếu và các tài sản khác như thế nào cho nó phù hợp ấy, thì cái đấy nó cần xem xét một số yếu tố. Đấy là thứ nhất là cái mục tiêu đầu tư và cái thời gian đầu tư của khách hàng là gì. Thông thường nếu mà thời gian đầu tư của khách hàng càng dài thì cái tỷ lệ phân bổ vào cổ phiếu sẽ càng nhiều, còn nếu thời gian ngược lại, thời gian đầu tư càng ngắn thì ví dụ như là ngắn ở đây có nghĩa là tính theo đơn vị năm, ví dụ như là nếu thời gian đầu tư chúng ta chỉ có 1 hoặc 2 năm thôi thì thông thường là chúng ta nên phân bổ phần lớn vào trái phiếu thì nó sẽ ít rủi ro hơn là chúng ta đầu tư cổ phiếu, thì cổ phiếu nó sẽ rất là biến động, đặc biệt là trong giai đoạn như hiện nay. Ok, như vậy là anh cũng có điểm lại một vài cái ý mà mình đã trình bày lần trước. Anh nhấn mạnh thêm cái yếu tố là trước khi phân bổ là anh sẽ nhìn vào cái mục tiêu đầu tư và thời gian đầu tư, đúng không? À. Ngoài ra thì có thêm yếu tố gì nữa không? Phục có thể bổ sung thêm không? Khi mà tiến hành phân bổ tài sản thì thường Phục sẽ nhìn vào cái yếu tố này. Cái việc phân bổ tài sản ấy thì vô cùng quan trọng đối với tất cả mọi người, không riêng gì nhà đầu tư cổ phiếu. Thì Phục lấy một số ví dụ như này. Vào năm 2000, tỷ phú Son, tỷ phú nổi tiếng chuyên đầu tư mạo hiểm ấy, thì tài sản của tỷ phú này là 70 tỷ đô. Tuy nhiên chỉ cần một cuộc khủng hoảng trong vòng có hơn một năm, đó là năm 2000, thì tài sản của vị tỷ phú này về đúng còn duy nhất 1 tỷ đô, dưới 1 tỷ đô. Đó, từ ngôi vị người giàu nhất thế giới trở về gần như là con số bắt đầu. Thì ngược lại, ở phía ngược lại thì có tỷ phú Warren Buffett. Thì nhờ việc cơ cấu phân bổ tài sản của ông ta rất tốt, thì cho nên trong cái cuộc khủng hoảng đó, ông ta có bị ảnh hưởng mất khoảng đâu đó khoảng độ 20-30%. Nhưng sau khủng hoảng, nhờ việc phân bổ tài sản rất tốt thì ông ta đã tận dụng được các cái cơ hội rất lớn trên thị trường và nhân đôi tài sản của mình trong vòng 5 năm sau đó. Thì tương tự đến cuộc khủng hoảng năm 2008 thì ông Warren Buffett cũng đạt được điều đó. Thì qua đó thì có thể thấy rằng cái việc phân bổ tài sản rất quan trọng trong cái việc giàu bền vững của chúng ta. Không chỉ là các tỷ phú mà chúng ta cũng vậy. Thì Phục có những người bạn chẳng hạn, thì họ phân bổ tài sản của họ khi họ có thu nhập cao, họ mua rất là nhiều các cái tiêu sản, và cuối cùng khi khủng hoảng xảy ra, vợ hoặc chồng thôi mất việc thì ngay lập tức họ rơi vào khó khăn, nhà họ phải mua trả góp, ô tô họ mua trả góp, thì lúc ấy không còn tiền để trả nữa. Ngược lại có những người thì họ đầu tư vào các cái tài sản sinh lời chắc chắn hơn. Ví dụ họ có như anh Tùng nói, họ đưa ra là tối thiểu phải 6 tháng chi tiêu chẳng hạn, rồi là lúc nào trong tài khoản tiết kiệm cũng phải có một phần, vàng một phần, bất động sản một phần,
thì khi đó thì họ hoàn toàn có thể rất là vui vẻ trải qua các cuộc khủng hoảng đó. Thậm chí họ khỏe hơn rất nhiều sau mỗi cuộc khủng hoảng đó. Bởi vậy, cho nên cái việc phân bổ tài sản, chúng ta cần phải đặc biệt chú ý và phân bổ nhiều loại tài sản, chứ không phải là tập trung vào một loại nào đó. Thì đấy là cái trao đổi thêm của Phục về cái phần phân bổ tài sản này. Ok. Như vậy là Phục có mấy cái dẫn chứng rất là cụ thể về các cái cây để mà chúng ta hình dung được cái tầm quan trọng như nào, cũng như là xem xét trên nhiều phương diện các loại tài sản khác nhau. Thế thì chúng ta sẽ sang tiếp cái phần là tại thời điểm này thì việc phân bổ tài sản cụ thể thì chúng ta nên tiến hành như nào, đúng không ạ? Thế thì ở đây tôi trích lại một vài cái lo lắng của các nhà đầu tư mà tôi cũng hoàn toàn chia sẻ ở thời điểm này thôi, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta ở trong cái tình trạng như này ta lo lắng hết thì có mấy cái điểm lo lắng như này ta lưu ý này, các nhà đầu tư này. Thế là họ bảo là thị trường nó đang biến động qua ngày, nó hôm thì tăng hôm thì giảm, đặc biệt ở thị trường Mỹ chúng ta nhìn thấy, còn Việt Nam mình thì hầu như là giảm là chính thôi. Thế bây giờ là mà cứ thấy giảm như này tốt nhất là cứ chờ đợi, đúng không? Đây là một cái tâm lý phổ biến của khá nhiều người, đặc biệt là những người đang cầm tiền. Thế thì trong cái trường hợp như này thì có một cái chia sẻ rất là thú vị của bên Franklin Templeton. Người ta có đưa ra một cái số liệu mà chúng ta hết sức lưu ý trong trường hợp như này. Nếu mà cứ mãi chờ đợi như này nha, thì người ta đưa ra dẫn chứng là 12 tháng sau khi mà thị trường tạo đáy xong, đúng không? Thì một cái danh mục đầu tư cổ phiếu full đã cho một cái mức lợi suất là 37,1% luôn sau khi thị trường tạo đáy. Đấy, còn nếu mà ông chỉ cần mà ông chờ đợi bên ngoài mà ông không xác định được cái thời điểm nào đầu tư mà mất 6 tháng, đúng không? Sau 12 tháng đó, thì cái lợi suất nó chỉ còn có 7,6% thôi. Và còn một cái thống kê nữa mà cũng hết sức đáng lưu ý này, là người ta thống kê cho 20 năm tính từ thời điểm 2019 tính ngược trở về, thì ai mà chỉ cần đầu tư vào chỉ số S&P 500 thôi, đúng không? Suốt 20 năm đó thì cho cái lợi suất trung bình một năm là khoảng hơn 6%. Trong khi đó chỉ cần mà ông cứ chờ đợi nhảy ra nhảy vào mà chỉ cần mà mất là 10 ngày tốt nhất trong 20 năm đó thôi. Nhá, chỉ 10 ngày tốt nhất của biến động giá thôi, là lúc đó cái lợi suất trung bình này chỉ còn là 2,4 thôi. Thậm chí tệ nhất là nếu ông mất 40 ngày tốt nhất trong suốt 20 năm đó thì return thậm chí còn âm thôi, lợi suất còn 3,8%. Thế là thấy được là cái tâm lý mà chờ đợi cứ lúc nào mà đấy này là nguy hiểm như vậy, đúng không ạ? Rồi cái lo lắng thứ hai là bây giờ thông tin trên thị trường nó quá nhiều quan điểm. Chúng ta thấy riêng ở thị trường Việt Nam, người thì cực kỳ lạc quan, người thì bi quan, thì tôi không biết là lắng nghe, đúng không? Thế thì nếu mà như vậy, chúng ta hãy nhìn vào cái dẫn chứng lịch sử dài hạn của kênh cổ phiếu này. Đây là S&P 500 thị trường Mỹ này, vì data nó đủ rồi. Kể cả nó đã nhảy từ đỉnh xuống, đúng không? Chúng ta nhìn cho một thời kỳ dài hạn nó vẫn là một cái chiều đi lên, chúng ta có thể yên tâm lựa chọn một việc đầu tư lâu dài. Và cái lo lắng thứ ba là rất là khó để đầu tư khi mà cổ phiếu nó nhảy liên tục, nó volatile như này. Thì có một cái cách quay về cái yếu tố cơ bản thôi. Ông Ben Graham, cha đẻ của đầu tư giá trị, thì bảo là thôi nếu mà quá lo lắng như này thì bạn cứ đầu tư đều đặn thôi. Nhất là những ai mà mình nghĩ như này, mình có một cái thống kê mình thấy là tính đến cái thời điểm mà trước khi xảy ra khủng hoảng như này thì ở thị trường Việt Nam chỉ có khoảng độ 2,2 triệu tài khoản đầu tư cổ phiếu thôi, trên tổng cộng là gần 100 triệu dân. Như vậy có nghĩa là cực kỳ nhiều nhà đầu tư là không hề có cổ phiếu trong danh mục của mình, đúng không ạ? Thế thì bây giờ rõ ràng những nhà đầu tư đó hoàn toàn có lợi thế để mà chúng ta có thể giải ngân. Mà nếu mà cứ cho là khủng hoảng là kéo dài suốt 2 năm mới tạo đấy đi, thì bây giờ chúng ta có thể đầu tư đều đặn dần dần giải ngân, xác định cho đến khi chúng ta đạt được cái target về cái phân bổ tài sản, bao nhiêu cổ phiếu, bao nhiêu trái phiếu và bao nhiêu tài sản khác, chúng ta hoàn toàn có thể là có một cái danh mục rất là yên tâm, đúng không? Thì như vậy bây giờ xin hỏi chia sẻ của các panelist là tại thời điểm này thì nếu mà để tiến hành phân bổ tài sản như vậy thì chúng ta nên tiến hành như thế nào? Xin mời anh Sơn chia sẻ phần này. Nếu mà anh thì phân bổ tài sản ở thời điểm này anh nhìn thì anh sẽ thực hiện như thế nào? Thực ra theo quan điểm của tôi thì cái này phụ thuộc vào khá nhiều yếu tố. Nhất là cái danh mục của đầu tư của bạn hiện đang như nào. Thứ hai là cái mức độ chấp nhận rủi ro cũng là cái kỳ vọng của từng người khác nhau. Cho nên là cái lựa chọn của mỗi người cũng nghĩ là cũng sẽ rất là khác biệt. Ví dụ như là trong gia đình thôi chẳng hạn, thì có tạm chia làm 3 thế hệ. Thứ nhất là bố mẹ, tức là ông bà thân sinh, thì năm nay khoảng 70 tuổi đâu đó, thì có một cái danh mục đang hoàn toàn đang trong tiết kiệm, và gần như là người ta không, ví dụ như ở tầm tuổi đấy không có nhu cầu về tăng trưởng về mặt tài sản,
cụ chỉ cần một cái dòng tiền ổn định thôi, thì hàng tháng, hàng năm chi tiêu thôi. Nên là với giác độ người tư vấn thì tôi không bao giờ tư vấn cho ông bà đi mua cổ phiếu, vì nó cái việc mà tăng giảm của cái tài sản đấy nó của ông bà không cần, mà không kỳ vọng là tầm tài sản đấy nó tăng trưởng. Và ông bà cũng không thích nhìn cái tài sản của mình nó biến động như thế, cho nên là tốt nhất là bây giờ mình chỉ đưa vào những cái loại fixed income, nghĩa là những cái tài sản mà nó tạo ra những cái dòng thu nhập định kỳ, cái giá trị của nó ổn định. Còn đối với bản thân tôi hiện tại bây giờ, một nách, hai con, cái của mình cũng có những cái mục tiêu tương lai của mình phải lo lắng, nhất là cái nếu sau này mình về hưu như thế nào, thứ hai là cái con cái của mình, cái nhu cầu về học hành, về nuôi dưỡng, về những cái nhu cầu khác ở trong gia đình, thì tất nhiên là mình vẫn có mong muốn là mình sẽ cải thiện cái mức sống của gia đình lên, thì tất nhiên mình sẽ cần có cái sự tăng trưởng của tài sản ở một mức độ nào đấy. Và khi mà đã muốn tăng trưởng cao hơn trung bình của nền kinh tế thì mình bắt buộc là mình phải chấp nhận một cái rủi ro nhất định thôi. Nên là danh mục của gọi là một gia đình, danh mục cá nhân của tôi thì có cổ phiếu với một cái tỷ trọng nó tương đối. Còn đối với những người khác thì thực sự là ở cái nền kinh tế của Việt Nam bây giờ thì cũng chỉ gọi là trong giai đoạn khởi sắc, gọi là có cổ ăn cổ để khoảng 10-20 năm gần đây thôi. Là cái mức thu nhập cũng như là cái mức sống của rất nhiều người chỉ cao hơn cái mức đủ ăn đủ mặc một chút. Là cái điều kiện để đầu tư ấy, của cái tầng lớp người dân ấy, thì cũng là vẫn thiên nhiều hơn về hướng mà bảo đảm sự ổn định. Còn đối với những nhà đầu tư mà có những tài sản dư thừa mức tương đối lớn ấy, khoảng vài năm thu nhập trở lên, chúng ta có thể phân bổ cái vào tài sản chiến lược, những cái danh mục cổ phiếu, bất động sản, những cái tài sản rủi ro và có cái expected return cao hơn. Đó, thì sẽ ở trong dài hạn thì ta được nhìn thấy là cái nền kinh tế ở Việt Nam nó đang trong cái giai đoạn cất cánh, đúng không ạ? Và tất cả mọi người đều kỳ vọng là cái tăng trưởng của Việt Nam trong vòng 20-30 năm tới thì nó sẽ ở cái mức trung bình cao so với thế giới. Và do đó thì những cái loại tài sản mà nó có thể được tận hưởng cái thành quả nhiều nhất từ cái quá trình đấy thì chính là những cái tài sản rủi ro nhất, cổ phiếu và động sản, đúng không ạ? Cái đấy thì kể là lý thuyết và thực tiễn đều chứng minh cái điều đấy rồi. Mình sẽ không nhắc lại đây. Đó, thì do đó thì tôi nghĩ là cái tùy theo cái hoàn cảnh của từng người nên chọn chiến lược phân bổ tài sản hợp lý. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh như này, chúng ta đang đứng trong một cuộc khủng hoảng như này, thì có rất nhiều người sẽ lo lắng và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc làm và ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của rất nhiều người. Nên chúng ta trước khi mà expect một cái gì đó nó quá cao xa thì chúng ta nên bảo đảm cho, như anh Dũng vừa nói, cả doanh nghiệp lẫn người dân đều phải bảo đảm cho mình phải survive qua cái giai đoạn này đã, rồi chúng ta tính đến cái đoạn tăng trưởng khi mà mọi sự nó rõ ràng hơn. Rất là bài bản, đúng không ạ? Chúng ta thấy là nãy giờ chia sẻ với panelist, mình nhìn một điểm chung mà mình thấy rất hay, đó là mọi người không chỉ nhìn ở cái chuyện là tôi đầu tư cái gì để được bao nhiêu tiền, và các anh đều nhìn ở khía cạnh rất là toàn diện, là một cái kế hoạch tài chính đầy đủ của mình để mình thực sự hiểu mình đã mục tiêu như nào, thời gian ra sao. Mà cụ thể là anh Sơn còn chia cụ thể ra là bố mẹ độ tuổi đó thì hành động như nào, đến thế hệ của anh thì như nào đấy. Và từ cái phần chia sẻ của anh thì cũng ví dụ như phần đầu mà anh Dũng có đưa ra cho chúng ta nhận diện tình hình hiện tại rất là lo lắng, thì khi mà anh Sơn có nhìn ra một bức tranh dài hơn cho Việt Nam 20-30 năm, thì tự nhiên chúng ta thấy là thật ra là cái biến động này nó chỉ là một cái thời điểm khoảnh khắc như vậy thôi, chứ không phải là có cái gì mà quá hoảng sợ cho cái kênh đầu tư tài sản cả, đúng không ạ? Đấy, thì có lẽ là chúng ta sẽ đến luôn cái nội dung cuối cùng nhé. Chiến lược hành động cụ thể trong từng nhóm tài sản thời gian tới như này, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta có cả các chuyên gia về các loại kênh tài sản luôn, thì chắc là xin mời Phục đi, Phục phân bổ cụ thể các kênh tài sản như nào,
Và nếu mà ví dụ như trong kênh cổ phiếu thì phục đề xuất với nhà đầu tư là người ta nên phân bổ cụ thể ra sao? Về chúng ta thực sự là hiện nay có thể khẳng định là đang đứng trong cái cuộc khủng hoảng rồi. Thì nếu nhìn trên góc độ rủi ro, rõ ràng khủng hoảng mang lại, không phải mang lại mà nó cuốn đi rất nhiều thứ của chúng ta, nó rất rủi ro. Tuy nhiên trong rủi ro thì luôn luôn có cơ hội. Và thực sự đối với các cái tỷ phú, các cái những người giàu nhất thế giới thì thông thường sau khủng hoảng họ mạnh lên rất nhiều. Và khủng hoảng chính là cơ hội. Họ thay đổi cái vị thế của mình, vị trí của mình trên bản đồ người giàu. Thì tương tự đối với cá nhân chúng ta cũng thế. Thì tôi cho rằng khủng hoảng ngoài việc nó tạo ra các cái rủi ro thì nó còn là một cái cơ hội rất lớn để chúng ta vượt lên, để chúng ta có thể tăng trưởng cái tài sản mạnh hơn. Thì cổ phiếu là một trong những cái lựa chọn tốt như vậy. Bởi vì cái thị trường cổ phiếu như các anh Dũng hay anh Quang có đưa ra, đó là các khủng hoảng, các cuộc khủng hoảng nó thường giảm khoảng 40 đến 50% cơ. Đó thì đây là những cái cơ hội chúng ta có thể phân bổ một phần cho cổ phiếu với cái giá rẻ như ngài Warren Buffett nói là cổ phiếu giá trị 1 đồng nhưng mà mua được với giá 0,5 đồng, thậm chí còn thấp hơn. Thì trên góc độ phân bổ cổ phiếu thì tôi đưa ra một số cái chi tiết chiến lược chi tiết cho chúng ta như sau. Trước tiên là chúng ta lựa chọn cổ phiếu thì như anh Dũng nói thì phải rất là khắt khe. Thì các cổ phiếu gồm có những cái đặc điểm chính như sau. Một là cầu về sản phẩm của cái doanh nghiệp đó là tiếp tục tăng trưởng trong khủng hoảng hoặc ít nhất là không suy giảm. Đó, đấy là thứ nhất. Thứ hai là mô hình kinh doanh phải vững chắc, có dòng tiền tốt, lợi nhuận thì ít nhất là không giảm. Hoặc nếu có giảm thì nó gọi là không đáng kể. Đó, tức là nó duy trì được cái lợi nhuận. Thứ ba nữa là cơ cấu tài chính phải lành mạnh các doanh nghiệp này. Thứ tư là cái tỷ suất cổ tức cao. Thì đây là một cái điều đặc biệt chú ý. Tức là ngay cả trong khủng hoảng chúng ta vẫn có tiền, vẫn có nguồn thu nhập từ cổ phiếu để chúng ta có thể tiếp tục cuộc sống hoặc là có thể tái đầu tư. Đó. Và từ những cái yêu cầu về lựa chọn cổ phiếu các đặc điểm trên thì tôi đưa ra một số cổ phiếu chúng ta có thể tham khảo. Thứ nhất là ví dụ như là các cái cổ phiếu nhiệt điện gồm có NT2 chẳng hạn. Thì cổ phiếu này có tỷ suất cổ tức trên giá hiện nay nó khoảng độ 13-15%. Thì bên cạnh đó PPC cũng vậy, hay là cổ phiếu HND cũng vậy. Thì ngành nhiệt điện là một trong những ngành gọi là gần như là không bị ảnh hưởng nhiều bởi khủng hoảng kinh tế, bởi Việt Nam vẫn thiếu điện. Đó. Và hơn nữa là đầu vào của các cái doanh nghiệp này thậm chí còn được hưởng lợi khi mà giá dầu và giá than xuống cơ. Đó, thì đấy là về điện. Ngoài ra cần có một lưu ý như này, đó là các doanh nghiệp này về cơ bản là được chính phủ, tập đoàn điện lực họ đảm bảo cho đầu vào và đầu ra. Đó, thế thành ra giá không bị điều chỉnh hoặc là biên lợi nhuận của nó vẫn duy trì. Bên cạnh đó thì có các cái cổ phiếu rất hay nữa trong cái ngành hàng thiết yếu, ví dụ như là cổ phiếu nước thì có Thủ Dầu 1 này, có BWE này, hay là một số cổ phiếu khác, ví dụ như là Phước Hòa có những cái câu chuyện riêng có thể duy trì cái tỷ suất cổ tức rất cao trong tương lai. Hay là cái cổ phiếu công nghệ như FPT nếu mà giảm rất sâu chẳng hạn thì cũng là một cái cơ hội rất tốt bởi vì nó sẽ phục hồi rất nhanh sau khủng hoảng. Và cái điểm B là nguồn vốn đầu tư chúng ta cũng cần đặc biệt phải chú ý. Nếu thông thường chúng ta chỉ hỏi nhau rằng đầu tư vào cổ nào, nhưng mà trong lúc khủng hoảng này thì cái vấn đề đó chỉ chiếm một phần thôi. Phần thứ hai là phải là nguồn vốn đầu tư chúng ta dùng như thế nào. Thì theo tôi thì nguồn vốn đầu tư, một là chúng ta phải dùng tiền nhàn rỗi đầu tư lâu dài, như anh Tùng có chia sẻ hay là anh Sơn có chia sẻ, đó là đầu tư cổ phiếu tối thiểu phải trên 2 năm thì chúng ta hãy phân bổ, còn ngắn hơn thì không nên. Và thứ hai trong cái việc nguồn vốn này, đó là chúng ta cần phải tránh vay mượn nếu chúng ta không có kinh nghiệm. Tất nhiên những cái nhà đầu tư gọi là xanh sỏi, lâu năm trong nghề thì họ nhận thấy cơ hội thì họ có thể dùng đòn bẩy họ vay thêm, nhưng mà đòi hỏi phải rất cẩn thận và có kinh nghiệm cơ. Còn nếu các bạn nếu mà chưa nhiều kinh nghiệm thì tôi khuyên không nên dùng nợ vay. Đó là phần thứ hai là về nguồn vốn đầu tư. Phần thứ ba trong cái chiến lược đầu tư cổ phiếu này, đó là chiến lược phân bổ danh mục và giải ngân cũng vô cùng quan trọng.
Thì anh Dũng lúc nãy có chia sẻ đó là năm 2011, một nhóm nhà đầu tư này chỉ trong vòng có 2 tháng cuối, họ không chịu được, họ dùng margin nhiều quá và cháy tài khoản. Thì đây là những cái yếu tố đặc biệt phải lưu ý nữa. Thì cái chiến lược phân bổ và giải ngân thì tôi đưa ra như sau. Trước tiên đó là phân bổ đều 3 đến 5 cổ phiếu. Thông thường nhiều nhà đầu tư cứ nghĩ rằng là cổ phiếu này tốt hơn, cổ phiếu kia kém hơn và phân bổ rất chênh lệch. Nhưng mà kết quả thường chứng minh là chúng ta không đoán được chắc như thế đâu ạ. Do đó là tốt nhất chúng ta hãy phân bổ đều và được 3 đến 5 cổ phiếu để có thể là dàn trải ra, dàn trải cái rủi ro ra, giảm thiểu rủi ro, đủ để đa dạng hóa danh mục và dễ kiểm soát. Đó, chúng ta cũng không nên phân bổ quá nhiều cổ, khi đó chúng ta không thể kiểm soát được họ, kiểm soát được chúng. Thứ hai nữa, trong cái phần chiến lược phân bổ này thì chúng ta giải ngân với mỗi mã cổ phiếu tốt nhất chia làm 3 đợt, chứ chúng ta không lên nhảy vào mua một phát luôn, thì điều đó rất nguy hiểm. Thì tiếp theo, thứ ba nữa là mua vào những phiên thị trường giảm điểm mạnh hoặc thị trường đi ngang sau một thời gian dài. Thì cái việc phân bổ này rất quan trọng ở chỗ như này. Giả định bây giờ quý vị và các bạn thấy cổ phiếu rất hấp dẫn đi, thì chúng ta có thể phân bổ một phần vào mức 650 điểm này chẳng hạn. Và cho dù thị trường có xuống đến mức 400 điểm, tức là mức rất bi đát ấy, thì khi chúng ta phân bổ như thế, phân bổ đều như thế, thì hoàn toàn chúng ta có thể mua được ở một mức trung bình khoảng 500 điểm gì đó, hoặc 550 điểm. Thì với cái việc định giá cổ phiếu của chúng tôi thấy rằng về dài hạn, nếu chúng ta mua được ở vùng đó là rất an toàn, rất an toàn. Thì trên đây là tôi trình bày một chút về cái chiến lược đầu tư cổ phiếu cái thời Covid này. Rất là bài bản ha. Anh Dũng có comment gì về cái đề xuất của anh Phục không? Anh Dũng có bổ sung gì thêm trong cái cách tiếp cận của mình không? Và các cái kênh tài sản và đặc biệt là cổ phiếu. Hôm nay tôi chỉ bổ sung một ý nhỏ đấy là nếu là tôi ấy, về phần cổ phiếu thì như thế này là chuẩn rồi. Thì có điều là nếu mà là nhà đầu tư cá nhân bình thường thôi và không kỳ vọng cao thì mình phải để ý là 70% là bond, fixed income. Còn cái phần mà cổ phiếu thì chỉ cần 30% là đủ rồi. Thời điểm này không nên take quá nhiều rủi ro. Rồi, anh Dũng có đề cập một cách rất là cụ thể về cái tỷ trọng ở các loại tài sản luôn, đúng không ạ? Thì theo anh là anh thấy là phần cổ phiếu như này là của anh Phục là rất là bài bản rồi, hoàn toàn đồng ý, nhưng mà cái tỷ trọng ở thời điểm này chỉ nên duy trì mức 50% thôi, còn lại đây là 70% cái sự cấp. Thế sau đó thì anh có định sẽ tăng dần cái tỷ trọng đó ở thời điểm nào không? Nhớ là nếu mà là thực ra mà nói, nếu mà nhìn vào về mặt định giá thì đúng là bây giờ là rất hấp dẫn rồi. Rất là khó kiểm chế để không thể mua vào lúc này. Tuy nhiên là cái cách giải ngân như lúc nãy tôi nói cũng giống như là như anh Phục đã nói là về mặt nguyên tắc thì là mình mua trung bình giá, giải ngân trong 30% đấy và giải ngân ở trong cái vùng đấy sau khi đã nhìn thấy xong là cái dịch có vẻ như là đã kiểm soát được, thì mình bắt đầu nhìn xem là cái việc là các chính phủ xử lý các cái gói kích cầu nó như thế nào. Đấy chính là cái câu chuyện là lúc anh Phục nói là khi mà thị trường bắt đầu đi ngang một thời gian dài, nghĩa là đã qua cái vùng đấy rồi, thì lúc đấy mình, bởi vì là khi mà thị trường đi ngang một thời gian dài thì lúc đó là cái dòng tiền bơm vào của chính phủ ấy nó đã được kích hoạt, thì lúc đấy mình sẽ ngồi xem và mình sẽ quan sát xem và đánh giá xem là liệu cái ảnh hưởng của cái Covid nó dài hơn và nó lớn hơn đối với cái lượng tiền mà chính phủ bơm vào hay không. Thì lúc đấy là cái lúc mà mình sẽ nghĩ đến cái việc là phân bổ tăng thêm cái tỷ lệ cổ phiếu vào trong cái thời điểm đó. Ok, rất là bài bản ha. Chuyên gia bài bản. Đây là đó là cái phần liên quan đến cổ phiếu. Thế còn về kênh trái phiếu thì anh Sơn, chuyên gia về trái phiếu, anh có thể cho một cái comment là anh sẽ đề xuất phân bổ như thế nào các loại tài sản nói chung và cụ thể là trái phiếu thì anh có đề xuất gì cho nhà đầu tư hay là Như vừa nãy tôi đã chia sẻ cái tài sản và xét về theo cái mức độ rủi ro của tài sản cổ phiếu và bất động sản là những tài sản xếp hàng đầu về mặt rủi ro và lợi nhuận, và ở dưới nó thì cái sản phẩm fixed income nó không chỉ bao gồm trái phiếu
và nó còn là những cái sản phẩm tiền tiền gửi tiết kiệm, nó cũng là một dạng fixed income, nó mang lại cái thu nhập định kỳ và thường xuyên cho mình khi mình gửi. Thì đối với những cái loại tài sản này, cái đặc điểm của nó là thứ nhất là tính cái biến động về mặt giá trị thị trường nó thấp so với cả cổ phiếu. Thì ví dụ như ở đây ta có nhìn thấy trên cái đồ thị này rất rõ là cái biến động của thị trường cổ phiếu, cái đường màu xanh này, còn cái biến động của trái phiếu các cái chỉ số chung đại diện cho lớp tài sản thì thấp hơn rất là nhiều. Thì khi mà nắm giữ những cái tài sản mà nó biến động thấp hơn thì tâm lý của mình ít bị ảnh hưởng hơn thị trường, đúng không? Do đó thì người ta có một sự yên tâm. Ví dụ vào những lúc cái thị trường nó hoảng loạn này thì mình thấy nó bình thản hơn, nó đem lại cái giá trị tinh thần cho mình. Trước hết là như thế đã. Từ đấy mình có thể nhìn nhận sáng suốt hơn, đưa ra cái chiến lược nó hợp lý như anh Dũng, anh Phục vừa nói. Cái thứ hai nữa là về mặt thu nhập thì những cái tài sản này nó đưa lại cho mình thu nhập định kỳ, nó đỡ được cho mình phần nào cái dòng thu nhập khi mà mình bị ảnh hưởng, nhất là trong những lúc khủng hoảng này. Mình rất cần những cái dòng tiền nếu mà xảy ra biến cố với công việc của mình hoặc là với gia đình của mình, có hành mà bị nhiễm Covid chẳng hạn như thế, thì mình rất cần những cái dòng thu nhập kịp như vậy. Và khi mà thị trường xảy ra biến cố này, nếu mà mình sử dụng những cái tài sản rủi ro để mình tài trợ cho những cái đấy thì mình sẽ rơi vào tình trạng là bán đúng đáy, đúng không ạ? Mình dùng cổ phiếu, mình bán cổ phiếu để đi chữa bệnh chẳng hạn là mình bán đúng đáy rồi. Thì mình đã bị thiệt kép. Thì khi mình được giữ những cái tài sản về fixed income thì mình sẽ đem lại cho mình cái lợi thế như vậy, nó smooth cái biến động tài sản của mình đi, và mình cho phép mình có cái liquidity dồi dào hơn. Ở đây thì cái đồ thị của anh Quang đang mở là cái thu nhập tính theo từng lớp tài sản, cao nhất thì nó vẫn đang là S&P 500, mà nó tính hiện tại là trong khoảng thời gian 20 năm, đúng không ạ? Từ năm 97 đến năm 2017 thì thực sự đối với nếu mà so sánh thị trường Mỹ với thị trường Việt Nam thì đúng là nó cũng có nhiều cái nó hơi khập khiễng, thì cái tính chất cơ bản của hai thị trường nó khác nhau, đúng không ạ? Ở đây chúng ta có cái tham chiếu để chúng ta nhìn thấy cái đường về cổ phiếu bao giờ biến động rất là trôi sụt. Chúng ta đứng ở cái điểm này chúng ta nhìn thì nó có tương đối là nhẹ nhàng. Chúng ta đứng ở điểm này hoặc là điểm này chẳng hạn, đúng không? Thì cái biến động của cổ phiếu nó còn kinh khủng hơn nhiều. Và một điều nữa là trong cái lớp tài sản fixed income thì nó cũng chia làm khá là nhiều cái lớp tài sản nhỏ khác nhau. Thì ví dụ như ở bên Mỹ thì sẽ chia là thứ nhất là trái phiếu chính phủ, thứ hai là những cái trái phiếu mà gọi trái phiếu ở cái đạt cái mức tín nhiệm đầu tư investment grade, và thứ ba là cái lớp là high yield, tức là trái phiếu rủi ro cao và còn cái return cao. Thì nó sẽ tăng dần mức độ rủi ro và cái return theo cái thứ tự mà tôi vừa nói. Thì trái phiếu chính phủ bao giờ cũng ổn định nhất là có cái return thấp nhất, đúng không? Tiếp theo đó là những cái trái phiếu mà đạt cái mức độ tín nhiệm hạn đầu tư investment grade thì nó tương đối là ổn định và chắc chắn và an toàn. Cái tỷ lệ default, tỷ lệ không trả được nợ của cái loại trái phiếu này nó rất là thấp. Còn high yield thì sẽ cao hơn, sẽ gần tiếp cận đến mức của cổ phiếu rồi. Và bản thân khi mà chọn cái sản cái phân khúc nào trong thị trường để tham gia thì như vậy cũng nói là nó phụ thuộc rất nhiều vào cái khẩu vị rủi ro của những người. Là trước hết là chúng ta cần định vị rõ là chúng ta muốn gì, chúng ta expect được cái lợi nhuận chúng ta bao nhiêu. Thứ hai là chúng ta chọn đúng loại tài sản phân bổ. Và ở Việt Nam hiện nay thì chưa có tổ chức đánh giá tín nhiệm, nên là chúng ta chưa thể phân biệt được đâu là investment grade và đâu là high yield. Cho nên cái điểm đấy là khi nhà đầu tư tham gia thị trường thì rất cần là phân tích và lắng nghe những cái đánh giá từ các chuyên gia để biết được là đâu là trái phiếu mà mình có thể đầu tư an toàn, đâu là những cái trái phiếu mà có mức độ rủi ro cao. Ok, cảm ơn cái phần chia sẻ rất là quan trọng của anh Sơn. Có một cái lời anh ấy lưu ý cho nhà đầu tư là kể cả nó cái tên là fixed income rồi, nhưng mà tuy nhiên là trong cái đó, đặc biệt trong thời kỳ khủng hoảng như này, chúng ta phải phân biệt rất là rõ là chọn cái trái phiếu của doanh nghiệp nào,
chúng ta đảm bảo được yếu tố an toàn. Cuối cùng là xin mời anh Tùng, anh có nhận xét gì thêm từ cái phần chia sẻ vừa rồi của hai, của ba chuyên gia liên quan đến cái việc lựa chọn các cái tài sản cụ thể để phân bổ trong giai đoạn này như nào? Đây là lần đầu tiên sau 3 năm mà Tùng cảm thấy là có những cái danh mục cổ phiếu mà thấy hấp dẫn để mình có thể giải ngân được, lần đầu tiên sau 3 năm. Tuy nhiên thì tôi đồng ý với cả ý kiến của anh Dũng là chúng ta cũng chưa cần phải giải ngân vội, vì thực ra là cổ phiếu nó chưa rẻ đến mức lực cười. Tức là nó rất rẻ. Tất nhiên hiện tại đã rẻ rồi, nhưng mà cái mức rất rẻ là cái mong muốn của nhà đầu tư. Về tỷ lệ phân bổ thì như Tùng hiện tại thì Tùng khá là đồng quan điểm với cả anh Dũng là chúng ta hiện tại còn phân bổ 30% của cổ phiếu và 70% của trái phiếu. Cái danh mục thì Tùng cho rằng 3 năm cổ phiếu thì nó vẫn còn hơi tập trung. Với các nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta có thể phân bổ từ 5 đến 10 cổ phiếu để đa dạng hóa giữa các ngành nghề hơn. Và khi mà lựa chọn danh mục thì Tùng có mấy cái tiêu chí. Thứ nhất, một là cũng một thứ tiêu chí khá là gần với cả anh Phục. Thứ nhất là doanh nghiệp không có lợi hoặc lợi rất là ít. Cái thứ hai là tiền nhiều, tức là doanh nghiệp có cash nhiều ấy. Thứ ba là cái lãnh đạo doanh nghiệp có tài có đức và họ cầm cái lượng cổ phiếu tương đối nhiều. Lãnh đạo doanh nghiệp đây là lãnh đạo cá nhân, chúng ta khác với cả lãnh đạo doanh nghiệp là cổ đông và nhà nước. Vì lãnh đạo cá nhân khi mà giá cổ phiếu giảm rất là nhiều mà trong chúng ta có hai yếu tố đúng không ạ, lợi ít dòng tiền nhiều, cái thứ hai là lãnh đạo doanh nghiệp tốt, cái thứ ba là cái tiềm năng của doanh nghiệp ấy. Doanh nghiệp nó có tiềm năng tăng trưởng trong hiện tại và trong tương lai. Ví dụ trong hiện tại thì có thể có những catalyst đột biến, ví dụ như là giá dầu giảm chẳng hạn, thì ngành nào được hưởng lợi từ giá dầu? Tức thì có những ngành bị thiệt hại nhưng có những ngành được hưởng lợi từ giá dầu. Ví dụ như ngành nhựa chẳng hạn thì là cái nguyên vật liệu đầu vào giảm rất là nhiều. Thì đấy là một số cái nhận xét của Tùng về vấn đề này. Với các nhà đầu tư cá nhân thì Tùng nghĩ là mà trong cơ cấu tài sản họ chưa sở hữu một phần cổ phiếu nào thì chúng ta có thể giải ngân 10% trong giai đoạn này với một danh mục từ 5 đến 10 cổ phiếu với những đặc điểm như là Tùng đó. Ok, cảm ơn cái phần bổ sung rất là đầy đủ của Tùng, đúng không? Như vậy là từ các cái phần chia sẻ các chuyên gia thì trong vòng một tiếng vừa rồi thì tôi xin tóm tắt lại là trả lời cho ba ý. Một là phải cập nhật tình hình hiện nay trên thị trường như nào. Thì anh Dũng là một chuyên gia nghiên cứu rất là sâu về cái diễn biến của Covid, thì anh ấy đánh giá là tình hình có vẻ như phức tạp hơn so với dự kiến ban đầu ở Mỹ, đặc biệt là ở Mỹ, đúng không? Thì từ đó chúng ta phải tiếp tục quan sát và theo dõi. Còn đánh giá cho cái ý là những cái yếu tố nào sẽ tác động quan trọng đến các kênh tài sản trên thị trường thế giới Việt Nam trong thời gian tới, thì các chuyên gia thống nhất là ngoài yếu tố của dịch bệnh Covid, đúng không? Thì có thêm các yếu tố khác chúng ta cần phải theo dõi sát sao. Thứ nhất là các cái động thái về mặt chính sách của các cái nhà chính sách trên thế giới như nào. Điều đó kéo theo cái chỉ báo rất là quan trọng là về mặt lạm phát ra sao, đúng không? Và cuối cùng là cái diễn biến thực tế, cái sức mạnh của các cái doanh nghiệp nội tại trong nền kinh tế, đặc biệt là cái nhóm SME, đúng không? Đó là những tố chúng ta cần phải watch. Trong cái phần thứ ba là cái phần về trọng tâm là về phân bổ tài sản, thì cái cách tiếp cận của các chuyên gia của VNRE vừa chia sẻ chúng ta thấy là cực kỳ bài bản luôn. Không phải chỉ nhìn mỗi cái chuyện là cổ phiếu lúc nào đó đấy đang đỉnh, và các anh đều xuất phát trước hết từ một cái kế hoạch tài chính bài bản trước là như vậy. Thì sau đó từ trên cái nền tảng là xác định mục tiêu, rồi thời gian, khả năng chịu đựng rủi ro, thì từ đó mới ra cái chỗ phân bổ, đúng không? Để mà chúng ta phải diversify, tức là đa dạng hóa được danh mục, trước hết là trên các kênh tài sản, rồi trong đó cổ phiếu thì lại bao nhiêu cổ phiếu để đủ được phân bổ. Đặc biệt là chuyên gia về trái phiếu Anh Sơn chia sẻ rất là kỹ về fixed income, có những loại nào không phải chỉ trái phiếu mà còn là tiền gửi. Trong trái phiếu thì phải hiểu rất kỹ cái doanh nghiệp là như nào. Đấy, thì tôi tin rằng là những cái phần chia sẻ như vậy đã giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn nó tương đối toàn diện để mà chúng ta định hướng cho cái việc đầu tư của mình trong thời gian tới. Và như cái slide cuối cùng trên này mà Tùng đã chọn câu Tùng nghĩ rất là hay. Cho dù hiện tại ngắn hạn các nhà đầu tư có thể rất lo lắng thị trường cổ phiếu nó giảm không biết bao giờ dừng, nhưng mà chuyện này rồi nó cũng sẽ qua thôi. Và đặc biệt là chúng ta biết là nhìn cho 10, 20 năm tới thì Việt Nam vẫn là một nền kinh tế tăng trưởng rất tốt.
ta hoàn toàn để tự tin vào cái chiến lược đầu tư dài hạn của nó. Các quý nhà đầu tư là cũng tìm đến cái dịch vụ phân bổ tài sản để bằng được các chuyên gia hỗ trợ thì hãy tìm đến VinRack. Và xin cảm ơn các nhà đầu tư đã dành thời gian lắng nghe. Xin cảm ơn các bạn analyst đã rất là nhiệt tình chia sẻ.